Ok, mua lên em. Mấy nay khá là bận nên không có ra video thường xuyên. Nay cũng tranh thủ làm cho anh em luôn. Cũng là chơi một con game mới nhưng mà chưa biết game gì. Chắc nửa lựa tí nữa thì con game nào sắp ra mắt thì tôi tranh thủ chơi luôn. Trước mắt thì cứ trả phần quà giúp quay cho anh em cái đã. Để tôi lục lại cái form cái. Đợt này tham gia rồi thì chúng ta đóng ha. Sắp tới thì kỷ niệm 1 năm con Lugic kia bạc của tôi. Nên tôi cũng là tổ chức cái giveaway luôn. Phần thưởng thì giống như cái đợt mà giveaway Tết vậy đó. Anh em sẽ tự chọn cái phần thưởng, một giải nhất, một giải nhì. Với lại cái danh sách thì tôi vẫn đang lên game thôi, chưa biết nữa. Khi nào lên game xong thì tôi sẽ đăng cái list vô đây cho anh em để chọn game phần thưởng đã. Thì cái đợt mà tháng 3 này á, tháng 3 ngày 4 thứ ba đầu tiên của tháng 3 là ngày ngày 5 này, ngày 5 ngày 6 này thì cũng có gói bundle của tháng 3 ra mắt của Hammer Bundle á. Thì lúc đó tôi sẽ thêm vô vài game nữa, anh em cứ thong thả đi. Đợt giveaway này tôi để chắc cả tháng giờ mới quay á, trong cái thời gian đó thì tôi cũng mở thêm mấy giveaway mới nữa. Rồi bây giờ tôi trả cái phần quà tháng 3 rồi đó. Đợt này cũng có khá nhiều anh em tham gia phết nha. Cái này là game gì đây? Builder PC xây dựng ở thành phố Hy Lạp. Game này cũng mới ra mắt thôi, vẫn đang cái bản Early Access. YouTube này là anh em buôn lê nè, nãy tôi mới nhớ qua cái nè. Cho này anh em cứ ghi buôn lê là tôi biết à. Tôi biết thôi chứ tôi không có nhớ nha. Không nhớ thì em gánh chịu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu quất thôi. Quêu. 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 Lần này thì nhanh gọn lẹ ha. Nhất kích tất sát luôn, một phát ăn luôn. Đỡ phải lằng nhằng lu ba lu bu gì hết. Bây giờ coi có hình nào đẹp đẹp không. Này là gì? Thôi chơi hình đi. À, con mèo hay chó? Còn con gì nữa không ta? Gear of Tiger hả? Cái này giống cái bộ não chứ đâu phải là con sư tử gì đâu. Thôi con mèo đi, con mèo rồi. Đây. Ok. Bây giờ thì random một phát ăn luôn, nhất kích tất sáng nè. Rồi 3 2 1 vô. Từ 9 phút đúng không ta? Đó, bản nhạc này là đúng cái bản nhạc giveaway luôn á. Come on, come on. 30 mạng hết á. Đây nè, vô này nè, vô này nè. Rồi nó trôi qua cái một luôn rồi. Rồi anh em nào có cu trên này ăn rồi. Bằng hàng hả? Bút cu hả? Ủa bà lít kia vậy? Vua mèo đen hả? Hay là ông Vũ Đức Nguyên 9x. Vũ Đức Nguyên thì chúng gọi chúng gọi gì? Trời ơi, Vũ Đức Nguyên 9x. Ông này trúng lần nào chưa ta? Tôi cũng không nhớ nữa. Quy keo không? Quy keo thì không tới rồi, sát bên này. Mà có khi lết lết lên được không chừng. Rồi, chúc mừng anh em Vũ Đức Nguyên 9x. Không biết anh em này trúng giải lần nào chưa? Chưa thì chúc mừng anh em. Rồi, chắc chúc mừng anh em luôn. Anh em này chắc mới tham gia gần đây thôi. Rồi cũng lâu rồi đó, hình như đợt nào cũng có danh mà chưa trúng giải thì lần này chúc mừng anh em nha. Rồi 240303 anh em đợi tí, tôi xin cái mà vai Excel bên kia qua cái đã. Cái phần thưởng thì trong cái giải nhất nhì này thì tôi cũng chưa có soạn xong danh sách đâu, nên lúc tôi xin qua thì có thể sẽ thay đổi đó, anh em cứ thong thả. Đợt này cái Humber Bunder à. Hammer Builder thì tôi cũng chuẩn bị mua thêm mới nữa. Chơi phải không ta? À nó nằm đây nè, đây. Đợt này thì coi có con game nào thừa ra thì tôi giveaway cho anh em luôn, nhưng mà không biết có mua hay không nha. Tại đa số tôi có sẵn trong danh sách đó này. Nên cũng chưa quyết được, có thì tôi sẽ thêm vô danh sách. Bây giờ tôi xin cái file qua cái đã. Copy to. Đây, 2024. Ngay bên này nè. Tôi sẽ đẩy qua anh kia. Ủa? Sao chưa gì nó tự copy ta? Tồn tại nè. 2024 quay. Rồi. Đây, đợt này sắp tới thì tôi sẽ giveaway cho anh em một cái phần thưởng. Đặt bên đây đây.
Đó anh em tự chọn cái cột bên trái là cái cột dễ nhất. Ừ, chính nhất gì cũng đi. Nhất gì? Anh em cứ tự chọn hình thưởng. Một cái giải nhất, một cái giải nhì. Lúc điền form á, anh em cứ chọn game nha. Anh em thích game nào thì chọn game đó. Thì tôi sẽ bổ sung thêm một số cái danh sách hai bên nữa. Anh em cứ tà tà tới đó đi. Mấy game này thì cũng lâu với rồi nên cái kia nó hên xui đúng nha. Anh em lấy mà nhận không được thì nhắn cho tôi. Tôi cũng chả biết sao nữa. Ngâm có con game thì tôi để đâu cũng khoảng nửa năm mà chưa có ai kêu luôn. Đây còn bên đây là mấy cái danh sách mà dễ nhất, anh em cứ chọn một con game. Game này tôi thích, mấy con màu xám xám là hết rồi nha. Để tôi nó gom cái này. Còn mấy con nào mà dẫn cái chữ trắng thì anh em cứ thử hết. Đây, cũng có khá nhiều con game đáng chú ý đó. Anh em thích game nào chọn game đó. Game đồ like. Dead West Robin Hood, mấy cái này là mới nhận. Thì tôi sẽ thêm một số game nữa. Lúc đó thì anh em vô cái chọn phần thưởng thôi. Cái này là đổi thành cái gì bây giờ ta? Thì anh em đây lấy tên này đi. Phải game tôi ra mắt ngày 11 ta, tôi nhớ ngày 10 tháng 3 á. Rồi đây nào. 11 tháng 3 là theo cái giờ trên này, còn cái giờ Việt Nam của mình đó là ngày 10 tháng 3 thì phải. 11 tháng 3 thì tới 11 tháng 3 tôi quay luôn. Tôi mở không chừng tôi để đến 30 tháng 4 mới sổ kết quả. Trong lúc đó thì tôi vẫn mở clip và quay mấy game khác nữa, anh em cứ yên tâm. Cái form này thì chưa tạo nữa, nào rảnh tạo đó. Phẩm gài thì đi công trình nhiều nên cũng mệt lắm. Chưa có thời gian. Rồi. Tí nữa thì tôi sẽ trao phần quà cho anh em. Builder VC xây dựng thành phố thì đọc. Thì anh em muốn cái phần quà thì chờ cuối năm. Cuối năm tôi lại kỷ niệm game này một năm nữa. Ngày 11 tháng 3 với ngày 3 tháng 11 số đẹp quá ha. Giờ mới để 11 tháng 3 thì tôi lại giveaway cho anh em cái phần thưởng lớn lớn nữa. Rồi, chúc mừng anh em Vũ Đức Nguyên 9X. Thấy cái chữ Nguyên này là thấy uy tín rồi đó. 9X thì chắc anh em cũng già già gần như tôi rồi. Bây giờ để tôi lựa game rồi. Hôm nay ngày 7 tháng 3 thì có con game sắp ra mắt. Tối nay thì phải. Đây 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 con này nè, chim cánh cụt này hình như là tuần sau, con này cũng tuần sau luôn, con này hình như cũng tuần sau luôn, tôi chả biết nữa. Nhưng mà một con game gì nữa đó, này chúng ta hôm nay sẽ chơi game này triều đại quân vỡ hả. Bữa thì chơi lát eo phóc thì cũng thấy cái sách tư ginh này á, thời đại quân vỡ luôn nè, phải không ta, thấy quen quen. Dạo này cái đó thành hot trend không? Nè, chữ nguyên vụn vỡ nè, đúng rồi đó. Đúng với từ vụn vỡ luôn thì không biết hai bên có giống nhau không? Hôm nay thì một con game dạng tên bay. Chúng ta có thể là đánh theo lượt nè. Khám phá hành trình thế giới là tổ chức quản lý cái tài nguyên. Trong một cái thế giới viễn tưởng tên là Yogia. Lãnh đạo một đội quân gồm 4 người. 4 anh hùng. Thì anh em thấy cái này nó khá giống với con mà Divinity Original Sin 2 á. Hoặc là con Baldur's Gate. Rồi coi thử cái trailer làm sao vô game. Game này cũng thuộc dạng indie nhỏ nhỏ thôi. Đó giống như một cái vị lãnh đạo mình sẽ giữ thế giới. Sao chiêu cái gì ta? Có đi câu cá hay trồng cây nữa. Đồ họa nó thì tương đối kiểu cổ một tí, anh em không thể trông chờ một cái chất lượng quá là tốt được. Nhưng mà hy vọng cái gameplay với mà cốt truyện đồ có thể gỡ gạc lên tí. Game này cái lượt follow rất là đông nha. Tôi coi là hơn 8.000 rồi đó. Đi săn hu rồi luôn hả? Keep your eyes wide open. Zoria is a land where danger prowls around every corner. Enemies. Có boost, có debuff, có xài kêu nữa. Giờ nó chém. Chém hơi 5 6 phát. Có triệu hồi luôn kìa, summon luôn kìa. Mấy con nãy hình như là mấy con tròn hay mấy con ngọt vậy á. Đồ có đi cả thế giới hiện đại luôn nè. Tôi tưởng đâu là cái thế giới mà phép thuật ma pháp cổ điển thôi chứ. Đó là ná như con Dark Envoy tôi hay chơi không vậy á. Rồi 8.000 lượt follow, một con số rất là cao luôn. Game này 17 tiếng nữa ra mắt. 17 tiếng nữa thì tầm tầm là 2 giờ sáng hôm nay á. Ủa 2 giờ sáng ngày mai.
phải không ta? 8 với 7 là 25, 25 nhưng mà thằng này nó sẽ phải cộng 1 giờ nó vô là 26, là tầm 2 giờ sáng. Game có rất nhiều giải thưởng luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Mấy cái giải này thì tôi cũng rất là thống. Đây là những con game mà chung với cái nhà phát hành là anh sao này. Liberty thì tôi có mua rồi. Con game dạng 2D cũng nhìn trên xuống cũng đi hành động chặt chém vậy thôi. Anh em có thể thử qua con này cũng khá lắm. Còn con Bui Game Dev. Con game Dev này thì tôi nhớ là từng phát trên Epic Store một lần rồi. Nó phát miễn phí luôn. Anh em có thể lên đó mà coi coi hay nhận con game miễn phí hàng tuần á. Coi thử con game này chưa? Tôi nhớ là Epic Store từng phát một lần rồi á. Con này thì chưa biết, chưa ra mắt. Nhưng mà hình như đợt gần đây có một cái đợt mà demo nó phát thì phải. Cũng không nhớ nữa. Rồi đúng rồi. Nó vẫn còn cái bản demo mà. Đây nè. Vẫn còn cái bản demo mà tôi chưa có thời gian chơi nữa. Rồi, giờ chúng ta vô game đã. Vô Gia Triều Đại Vương Vỡ. Game này chắc cấu hình cũng nhẹ thôi. Hy vọng con máy già cỗi của tôi nó mượt mà được tí. Chứ giờ con máy này mà chơi indie không nổi nữa thì tông luôn. FPS 60 tương đối ổn định. Chúng ta ở đây là có ba nhân vật hả? Sao nãy ghi tổ đội 4 người mà. Option thì nãy đưa vô option rồi. Cái này hai cái nhân vật hả? À, nó chỉ là các cái đó thôi. Vậy còn thằng ngồi bên kia làm sao? Còn thằng ngồi bên đây sao? Không được chọn hả? Ê ê ê. Sao phiên bản của tôi là đúng rồi 1.0. Đúng rồi 1.0. Nãy tôi nhìn đến đâu là 0.3 vậy đó, đến đâu nhầm phiên bản. Tại vì lúc đẹp gửi cái key này có một cái nhánh gan đưa tôi thì tôi cũng không biết. Kingman. Bên đây là những cái đặc điểm nổi trội của cái lát mình, gọi là engineer, là kỹ sư thợ máy á. Mình có thể mở được mấy cái cửa bị phá hay là mấy cái gì đó, gọi là thiết bị cơ khí. Giống là đạo tặc quá ha, lát đang trộm cắp chuyên nghiệp đó, cũng có cái lát mở khóa. Ở đây là cái getting bonus, hình như là cơ chế nghỉ dưỡng hay gì phải. Anh em mà chơi con đắt xịt lên gần á, con game mà đi 4 người đi tổ đội thầm ngục suốt ngày á, đánh một cái chặng đường rất là dài sau đó cắm trại, thì tôi nghĩ con game này cũng có cái nội tại tương đối như vậy. Để coi có nhiều lát không. Bây giờ Kingman là một lát nè, lát thứ hai là Lancer thương thủ à. Nội tại là phá cái vật cản lớn để cản đường đi của mình. Công việc này rất dễ dàng. Cái getting bonus này tôi nghĩ là không quan trọng, sau này từ từ mình tính sao. Tại vì bây giờ thì chưa biết cái getting bonus là cái gì nữa, đọc chơi cho biết thôi. Sửa chữa mấy cái vũ khí áo giáp của mình 15%. Sentinel, đây là cái lát thứ ba. Nội tại của nó là chọn một cái đồng minh cho đó họ thêm một cái action point. Thì anh em chơi mấy con game turn-based dạng đánh nhau theo lượt sẽ biết cái điểm action point này. Thì tôi không biết con game này mới vô một nhân vật của mình được mấy action point. 2 điểm thì boost 1 điểm này ngon. Còn dạng 3 4 điểm thì boost 1 điểm này nó hên xui lắm. Lát thứ tư là lát pháp sư. Lát thứ năm là lát đạo tặc. Đạo tặc này thì có thể là phá bẫy trong cái cuộc hành trình của mình. Lát thứ năm, ủa, lát thứ mấy rồi? Quên đi rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lát thứ 6 là xạ thủ. Xạ thủ này có thể là nhận ra những cái con đường đi. Những cái gì manh mối mình đã bỏ qua gì đó, một cái cạm bẫy. Những cái bí mật của mà cái cấp độ mình đang đi. Cái level này dạng như là cái map của mình hay là cái đinh gần gì đó. Gengar này có bộ ngon nha. Gengar này là kiểu như thợ săn hơn là xạ thủ. Nè, có hình dấu chân nè. Rồi bắt tờ lên kích. Cái này chắc là vừa công vừa thủ rồi. Hồi máu tại đền thờ cũng là bút luôn cái hiệu ứng hồi máu cho nguyên phạt ti. Tôi thích cái lát này nha. Mục sư này cũng dạng là vừa tăng vừa công vừa thủ luôn. Nhưng mà cái phòng thủ á, thì chủ yếu là giải mấy cái hiệu ứng nhiều hơn, bút máu nhiều hơn. Ngay quên đời. Kinh mang rồi chúng ta. Ủa, một một nè, 2 3 4 5 6 7 8 9, có 9 lá lận nên tôi sẽ chơi Kinh Man này thử đi. Kinh Man nội tại là kỹ sư gì đó. Ok,
Rồi sao nữa? Clip là cái gì? À, dạng mà chọn cái hình thể thôi. Skin da thì màu tối tối một tí, mắt mắt này giống mắt mèo ha, cái này sẹo, còn cái này là hình xăm. Hình xăm này đi cho nó ngầu một tí, xăm mình màu tím luôn thôi, màu đỏ, màu vàng, xanh lá cho nó nổi, xanh lam. Tóc trời, ra chiến trường mà để cái tóc này á, tóc có Harley Quinn à. Này giống con thỏ quá. Rồi rồi không được rồi. Đây, tóc này dài dài mà có hiệu ứng vật lý rồi đó nè. Nên chốt cái này ha. Tóc thì chơi màu trắng luôn cho nó nổi. Cái nhẹ nhẹ tí. Rồi, chúng ta quất thôi. Đổi tên nhân vật được luôn. Ủa, mình chỉ đổi được cái tên à, không đổi được cái họ mà sao? Đúng không? Cái này độ khó giờ chơi. Rồi, đương nhiên normal rồi, bấm bấm gì thôi. Ồ, bản đồ thiết kế cũng đẹp quá Following almost two centuries of peace and ha. Tôn 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 tôn. After the conclusion of the Great Sau gần Divide, 2 thế kỷ trong hòa bình và thịnh vượng thì the kingdom đã bắt đầu một cái cuộc chiến một lần nữa. of Cái vương was triều mà Edion là cái nơi đầu tiên phát minh This phát động cái cuộc was the chiến đó. Assyrian ambition to conquer the known world and rebuild the Sumerian Empire. A decade of war has shown the Bên kingdom Yogion rồi bắt đầu bên đánh bên đi ai đó. most Sau hơn thập kỷ thì vulnerable hai bên areas, bắt đầu bên nhau but rất là nhiều both luôn. Chiến sides trường thác loạn kể recognize hai bên. that their fair Cả hai bên share đều of có những mất mát battle, và những chiến thắng của riêng each họ. one of them gaining a Gọi decisive là đồng quy vô advantage. tận à. But in the last 2 years, Nhưng mà 2 năm sau something đó in the thì đã equilibrium có has một cái thay đổi xảy ra rất là quan trọng. changed. Although the Chắc là thế lực bóng tối hay là sức mạnh bóng đêm gì thôi. Bên đó Aegean thì đã chiếm được mấy cái quốc gia nhỏ nào đó. position in the world, this was not the prevailing factor. Magic Khả năng là tìm thấy cái tài nguyên gì phép thuật đó. a different kind of magic. Magic has always Phép been thuật chứ không part phải of là công nghệ war hết á. for as long as war has existed. But its strength limited, Phép thuật always thì involved ban đầu đã có rồi, a nhưng chưa bao giờ nó là cái yếu tố then chốt trong cái thời đại chiến Or a tranh này cả. change Nhưng mà with bây giờ thì fundamental mọi thứ đã shift khác. in how the Assyrians used it. Khi mà người That Aegean có thể means sử dụng cái phép thuật đó death thì đó là cái phép magic. thuật mà triệu hồi và phép thuật chết With chóc. the help of these powerful mages and necromancers and the superior Pháp sư magic of Necromancer Asir, bây giờ đã trở nên rất là mạnh mẽ luôn. men and Quân children đội shared Aegean bây giờ thì what they couldn't do in chỉ the trong Great một thời gian Divide, ngắn thôi a number of decisive đã victories mang lại rất là nhiều chiến thắng cho cái vương triều Elion của họ. kingdom of Ilion off the map. The kingdom was left with less than half of its original territory and only a handful of towns. Toàn rồi. Finding itself on the verge Mà sao of nãy giờ nói về chiến collapse. tranh không vậy ta? The great iron chain Cái thành mà string xích of sắt hả? fortresses defending the entire north border of the Nằm kingdom ở biên giới phía bắc của is vương now triều này. almost completely lost to the Assyrians. Dưới sự lãnh đạo là của Daifom. largest of these structures having fallen only weeks ago, Ilion's Elion và project is all but conquered. Ejima. Only Dagmaristir remains standing. Chỉ còn mỗi cái Dagmaristir này phòng thủ ở đây thôi. Nhưng mà được bao lâu nữa? Tired, weary, driven off their land, the Ilians are desperate, but not defeated. Not yet. A small force of veteran fighters Chỉ là chưa bị đánh bại thôi. With Captain Witherell among them, with all the remaining forces, Thác xuyên cái là bỏ mất hai dòng chữ rồi. War capital of Thalamar. Rồi, xong chúng ta vô game. Như cái lời mô tả nãy thì chúng ta ở bên phe là gì gì đó. Còn bên kia gọi là Aegon. Nè, gửi đến Manatus nè. Một cái hành lý ở biên giới phía bắc, nơi là cái hành sắt này đó. Bây giờ đã nằm trong tay của Aegon rồi. Đây, tóm tắt cốt truyện đơn giản á. Đợi cái nhân vật này nó nói xong cái đã. But the swiftness of the attack surprised even the seasoned soldiers now defending the fortress in a desperate effort to at least delay the inevitable. Mình là bên phe EG này nha, còn bên kia là Eli. Formerly commander Hai bên là khác nhau.
now another of the few remaining defenders of this last defense against the Azirians. Có hai hàng mà khoảng 20 thập niên 20 năm trước, hơn 20 năm trước thì hai bên đánh nhau là bên EG này với mà bên Elion. EG với mà Eli gọi tắt là hai bên gì vậy đi. Hai bên thì đánh nhau cũng gần 20 năm luôn thì cũng lưỡng bại câu thương thôi. Không bên nào chiếm lợi thế cả. Trong cái thời mà chiến tranh đó đó thì bắt đầu bên mà EG này của bên mà Elion á, bên Elion này bắt đầu đi đánh chiếm mấy cái vùng đất nhỏ hơn. Thì trong lúc đánh chiếm đó họ cũng mà tìm thấy được mấy cái nghiên cứu cổ xưa hay là mấy cái phép thuật gì đó, nên thành ra cái thế trận chiến tranh nghiêng về bên Elion này hẳn luôn. Chỉ trong vòng 2 năm sau đó thôi thì mấy bên Elion này chiếm gần hết mấy vùng đất của mà EG luôn. EG là cái đối trọng mạnh nhất của họ đó. Là bên mình, bên mình là đang đóng vai là một cái thành, một cái người trong cái bang EG này, trong cái mà cái gì quốc gia EG này chống lại cái bọn Eli thôi. Cái mấy thằng Eli này đánh mấy quốc gia nhỏ nhỏ thì nó học được cái ma pháp gọi là Necromancer, gọi là cái pháp sư bóng tối, là triệu hồi bóng đêm, nói về ma thuật chết chóc á. Thì mấy cái video gần đây tôi cũng chơi cái lát Necromancer khá nhiều rồi, nên bây giờ chúng ta đóng vai phản diện không chừng đó. Thì đi chiếm như bên Igian này, bên Igian này thì chỉ còn một cái thành lũy cuối cùng ở biên giới phía bắc thôi, gọi là cái thành xích sắt á, thì bây giờ chúng ta đang phòng thủ, chỉ là chưa biết thua lúc nào thôi. Rồi cơ bản là như vậy. Fortunately, Gerard here managed to drag you inside. Đây mình là captain của vùng đất này hả? William này dắt lính trong này thôi. Chúc vui mừng thì bạn đã đến được đây. Tôi đã kéo bạn vào trong mình trong lành này. Chỉ huy Devana muốn nhìn thấy mình, cô ấy ở bên cạnh cái bàn bản đồ. Đây là cái hướng dẫn để di chuyển nhân vật của mình thì dùng chuột trái, chuột phải là để xây, cuộn chuột giữa là để dôm. Thì điều khiển cơ bản. Đây là chế độ tầm nhìn, nhấn nút tab. Lúc đó thì mấy cái màu vàng là những cái vật thể NPC, những cái đồ có thể loot được. Màu vàng nhớ nha, còn quân địch thì màu đỏ. Cái bản đồ nhấn với M lên, màu vàng sẽ đánh dấu trên bản đồ những nơi có gì đó để mình khám phá, còn màu đỏ thì nơi nhiệm vụ. Lá cờ ở đây đó. Ừ đúng rồi, lá cờ màu đỏ. Trong cái chuyến hành trình thì mình sẽ mà nhấn nút G trên bàn phím để xem những cái web, những cái loa, những câu chuyện và cũng như là hướng dẫn. Mở phá những cái gương. Cái lát của tôi hồi nãy tôi chọn, tôi nhớ như có tính năng mở phá, gọi là cái lát engineer, thì nó sẽ sâu ở đây cũng như mấy cái đồ trên mặt đất luôn. Thì mấy cái đồ này là sẽ không có lưu nha, không có lưu trong cái xếp hiện tại nên mình có thể mất nó. Bây giờ nhấn tab lên nè, để loot đồ. Nhấn nút F để loot. Dần nó khóc than rồi, còn mình thì cứ đi loot đồ á. Ôi một đống đồ luôn nè. Supply thì chắc là mấy cái kho lương á. Quay bằng chuột phải. Loot luôn. Có cái gì loot sạch hết đi, đồ game mà. Ô, được mấy cái màu xanh dương luôn nè. Cây thương luôn nè. Cái này là gì? Cái này cái chống trận hả? Rồi gõ chống chiến tranh. Này còn cái gương lấy luôn. Trên này có cầu thang nữa hả? Đi lên được không ta? Việc chơi game đầu tiên là đi lấy mấy cái cầu thang. Ừ, cái này giới thiệu về cái thành lũy của mình thôi. Rồi cái này thì chủ yếu là nói về cốt truyện rồi. Bỏ qua đây. Từ từ tính. Bây giờ chúng ta chưa biết cái này là gì cả. Bên này quyển sách thì chắc cũng cốt truyện thôi. Nói về cái thành mà xích sắt nè, cái thành lũy ở biên giới phía bắc của mình đang còn sót lại. Còn gì có thể gom được nữa không? Đây còn rất là nhiều luôn. Thôi ơi một hồi luôn. Dạo anh em ơi, ở ngoài này còn cái nè. Nhưng mà đường đâu kìa. Bên này còn cái gương nữa à. Cái gì đấy? Thôi, nó là cái hạt giống cây trồng vậy đó. Bây giờ chúng ta nói chuyện với mà cái bà chỉ huy ở đây rồi. Captain, it's good to see you are still with us. Chúc mừng gì thấy anh vẫn còn sống và mò được đến đây.
Máy bắn đá của họ đang là công thành rất là nhiều. Getting out of Dig for Rome unscathed is a feat, but mình đã trốn thoát khỏi cái khu mà của cái podium này, đã ép podium, gọi là cái podium đi. Podium. Mà không bị tổn hại gì thì đúng là một cái kỳ tích thật đó. Nhân vật chính mà em, nhân vật chính thì phải đi được đến đây mới có cốt truyện chứ. The situation is bad, really bad. Bây giờ lính của mình đang ở ngoài cái khu đấu trường ở ngoài đó. Chắc nhờ mình phải đi ra giải cứu nó hoặc là làm nhiệm vụ đột kích gì thôi. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng đã. Rồi, có một cái gương nào đó gần đây. Em đã kêu mình đi loot đồ và chuẩn bị cho trận chiến. Ở đây với đây hả? Còn một điều nữa. Nói với cái mà anh ấy có một vài cái món đồ mình đi đến đó để bảo anh ấy thì đưa cho mình. Gọi là ai ta? Chắc là trên cái chest này thôi. Có cái màu đỏ nè. Đây hả? Hồi nãy làm gì có gương này? Thôi một đống đồ luôn. Chiêu quá ha. Anh em nhìn cái chiến trường ở đây mà có một cái chỗ để ngồi sưởi ấm như thế này. Bây giờ thì đi qua bên trái cái nữa. Nó nằm thẳng hướng dưới này. Lên cầu thang đây, đây nè. Cái này là cái gì? Cái này là chế thuốc hả? Chế luôn. Lọ máu này hồi có 50 máu gì ta? Bèo vậy? Đương nhiên là phải còn sống rồi. Giúp gì được không? Anh có cái gì thì anh đưa hết cho em đi. Rồi, cô ấy có kế hoạch thôi. Chúng ta sẽ cần một mớ thuốc này. Hôm nay ông bán cái gì đây? Tiền của mình nó nằm đâu ta? 2.000 đây hả? Hay là 3.000? 2.000 thì mình cũng thuộc dạng giàu có đó. Mấy cái công thức này, số 5 này level 5 mới có thể học được. Chỉ huy cái cấp độ quá thấp, không thể học. 20 giáp trong 15 phút. Cái này học được nè. Mua. Mấy cái này thì không biết nó là cái gì. Mua luôn. Cái này thì rất quan trọng á. Lấy đây. Cái mà này luôn luôn cái băng gạc nè. Mấy cái này thì cứ mua mỗi loại cái. Chả biết là cái gì luôn. Mình còn 1.600 tiền. Chắc là hết rồi đó. Đi thôi. Này có cái gương, xin luôn nha anh. Rồi, ngon rồi. Mới mua xong nó cho mình cái đống nha. Bên này nấu ăn. Hiện tại thì mình chưa nấu được món gì cả. Nãy giờ lụm một đống đồ luôn á nha. Nhưng mà vẫn chưa nấu được cái gì luôn á. Rồi, bây giờ dắt chúng ta đi thôi. Đây cái gì nữa đây? Nấu ăn luôn hả? Chắc là cũng y chang cái chảnh thôi, khác gì đâu. Chào anh, chào chị á. Captain, ready to move out. Rồi, sẵn sàng, đi thôi. Okay, here's the deal. There's a second exit. But it will be hard. We can't evacuate everyone unless we take some control of the battle outside. Một cái khu mỏ cũ xuyên qua cái hệ thống thang động, đi thẳng cái đường thứ hai, đi thẳng qua bên núi. Thôi đánh dấu trên bản đồ đi mô tả chỗ này thì ai mà biết được. Biết là khó rồi đó. Rồi, chúng ta sẵn sàng thôi. Mình sẽ có một cái thằng hỗ trợ nữa. Tức là em này hoặc là Gusan sẽ hỗ trợ mình trên cái chuyến đường đi đó. Gusan thì là một cái mà thương thủ rất là mạnh luôn. Rồi, 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 được rồi. Mình lựa chọn là của bạn. Mình một á, mình chọn là em này. Legit. Còn hai là mình chọn em thương thủ Gusan. Chọn ai ta? Em này thì chắc dạng là vừa đánh vừa bút thôi. Thôi chọn ở trên đi. Con này nói chuyện với mình nhiều hơn. Start của nhân vật. Mỗi khi lên cấp thì mình sẽ nhận được 5 cái điểm start phone này. Start phone chính của nhân vật thì nó sẽ ghi sụt rồi mà máu rồi mấy cái kỹ năng bên này. Rồi đây đây đây. Giữ nút shift để tăng một lần 5 điểm.
Mỗi cái nhân vật thì đều có một cây kỹ năng dựa theo cái lát của mình. Nhấn phím C. Ồ, cũng đủ ha. Tính ra thì mỗi cái nhân vật của mình thì cũng khoảng 15 kỹ năng đó. Cái đòn đánh cơ bản của cái lát đó, mình có thể dành fuel point để nâng những cái điểm này. Nhân vật thì luôn luôn có thể bấm reset. Đây nè. Được. Đây là cái nhân vật của chúng ta. Hiện tại thì có là 2 điểm. Level 1 phải không? Số 1 này phải level không ta? Level 1 thì mình chỉ học được cái nhánh bên đây thôi. Từ từ. Nếu như mình học cái điểm dưới này phải học cái điểm trên. Tương tự học điểm này phải xuống điểm này. Coi kêu em này trước đã. Reset luôn đi. Em này level 7 mà có 5 điểm. Còn mình level 1 có 2 điểm thôi ta. Sao kỳ vậy? Như vậy đấy là hai level mình mới được một điểm nữa hay gì? Level 1 2 điểm. Thì level 7 phải có là 8 điểm chứ. Sao cái này level 7 có 5 điểm gì nè? Mình là lên cái đường đam đi. Mục tiêu là siêu AoE. Siêu AoE thì không lấy rồi. Cái này là tao kia địch đó. Không. Rồi, lấy cái điểm ở dưới. Tốn 12 điểm năng lượng và 15 focus. 25 năng lượng và 45 focus. Level 3 thì mình mới học được một chiêu mới nữa. Bây giờ tới em này. Cái này là boost giáp. Cái này là hồi máu. Level 7 thì mình có thể học được cái nhánh này. Cái này hồi máu AoE luôn. Khoảng là đam 80% nữa. Nếu như có hồi máu AoE ở cái level 7 này thì không lấy cái điểm này đâu. Cái điểm này nó hồi được party và cả cá nhân luôn nè. Nhưng tôi sẽ lấy điểm trên. Trừ 30 mana, mana mình 185. Máu em này 308 mà. 336 không trên dưới trên. Debuff một cái quân địch trừ 50% trong 3 thôn được. Bây giờ hai điểm này lấy điểm nào? Một điểm AB ghi đam quân địch. Magic gan là 3. Cái này đam AoE nha. AoE thì nó lại tốn hai điểm AB nữa. Cái này thì đơn mục tiêu rồi nên chắc lấy cái mà đam AoE đi, lấy dưới đi. Mình còn hai điểm. Buộc phải lấy một điểm này nên bây giờ mình chọn hai điểm này thôi. Cái này heal party thì cái này cũng có mà. Cái này tự boost bản thân sẽ tăng được 60 cái focus là cái gì đó với hồi 35% cái mana gốc của mình. 185 35% thì 59 mana. Level 10 mới tăng được. Tí nữa mình lên level thì mình học mấy cái điểm khác. Còn mỗi cái điểm này thôi. Ừ, cái này là giải hiệu ứng khống chế nha, cái này cũng khá là ngon á. Bây giờ qua trang Gaster, đeo đồ cho em đó. Ủa? Bắt tờ Legit không thể chứ mà trang bị cái Light Armor này. Cái này là nó trang bị mấy cái đồ giáp cứng không à. Rồi, những cái đồ nào mình trang bị thì nó mới hiển thị ở đây thôi. Tức là bây giờ cái nhân vật của mình là mỗi lát là chỉ đeo được một số đồ khác nhau á. Hơi bị to nghe. Cái này mình, nhân vật của mình thì mang cái giáp nặng, còn cái nhân vật đi theo mình thì chỉ chơi được cái giáp cứng. Không có vũ khí luôn. Trời ơi, đồ cả đống như thế này mà xài được 3 món. Đồ độc ác. Vậy là cái bui của con game này nó hơi bị giới hạn á. Cái chấm dạng bản đồ này là sao? Này cái tủ gì? Điện thờ. Trong cái quá trình mà khám phá thế giới thì cái điện thờ sẽ cho mình một, nó nằm rải rác ở khắp cái vùng này luôn. Mỗi cái điện thờ sẽ có một cái hiệu ứng đặc biệt cho cái nhóm của mình. Gọi là mấy cái bút đi. Rồi. Điện thờ này chỉ có thể sử dụng một lần cho đến khi nó sạc lại lần nữa để có thể sử dụng thêm lần nữa. Nó là cái này nha, giống như cái bia mộ vậy đó. Đây nè,
Cộng 13 trên, cộng 6 trên. Chọn lính. Không nói chuyện luôn hả? Trên dưới, chắc đi dưới rồi. Cái gì đây? Hit 1.5. Cái giá. Tôi đâu có vô đâu. Bây giờ mình làm gì nó? Mình đánh nó hả? Ngoài tầm với. Chiều này sao? Vậy là phải di chuyển lại nó rồi. Đam mít lũ đáng không đủ cái điểm focus này, mình phải xài một cái này nó lên 35 focus sau đó thì mới xài được cái này. Rồi ây da, ây da, nó gọi thêm thằng nữa hả? Chấp hết anh, chấp hết. Phán quán kiểu này là cái kiểu quái gì vậy? Siêu hả? Thôi đánh luôn đi. Siêu bận méo gì? Ba máu. Ây da, nó đánh mình chí mạng. Hai mươi lăm. Rồi nó chém một cái ba mấy lần. Vô dụng. Quy máu. Đó, né đòn lên. Chặt mày nè. Con mũi này. Thành công. Cái campfire chế độ cắm chạy nè. Cắm chạy thì sẽ hồi máu mana và năng lượng luôn. Mỗi 2 giờ thì sẽ có một cái last bonus của nhân vật đó được hoạt động. Tất cả các boost đều có thể mà sử dụng thông qua là mấy cái thức ăn này. Mình có thể sử dụng mấy cái supply và mấy cái trong kho đồ của mình trong lúc mà mình đang cắm trại. Cắm trại bây giờ sẽ là có cái chế độ hồi phục ở có một cái giao diện như thế này á. Mình có thể chế thuốc, chấp nhận chế mấy cái loại thuốc gì đó. Cooking là nấu ăn, sử dụng mấy cái thực phẩm trong cái kho đồ của mình. Camping thì cũng có thể chi gặp thoải mái mấy cái đồ trong cái ba lô luôn. Ngoài ra thì cũng có thể là một số cái đoạn đối thoại đặc biệt giữa các thành viên. Nấu ăn thì chấp nhận mình nấu là những cái công thức mình đã học. Là như cái nãy tôi bấm vô nấu đó, mình chưa nấu được cái gì cả. Đặc biệt nhất là thịt để sử dụng để hồi phục sẽ tăng thêm rất nhiều cái chỉ số hồi phục nữa. Nấu ăn thì cần phải có công thức và các nguyên liệu được chuẩn bị ở đây. Tiếp, chế thuốc. Thì tương tự như nấu ăn vậy đó, mà nó chỉ là cái bình thuốc thôi. Thay vì mấy nguyên liệu thực phẩm thì nó xài mấy cái thảo mộc. Tutorial combat nè. Khi mà mình tham gia vào cái combat đó thì nó sẽ có cái hàng chờ combat. Nó nằm ở phía bên phải cái màn hình là đây. Nhân vật này thì sẽ là phụ thuộc vào cái điểm số mà in tiếp view này, dạng như cái tầm nhìn chỉ số năng động hay gì đó. Tầm nhìn đi. Quân, những cái quân địch mà không tham chiến vào combat nó sẽ đi vòng vòng ở trên bản đồ và có thể tham gia vào combat nếu như nó đến gần. Giống hồi nãy mình đang hai thằng mình đang chấp mình thằng kia vậy á. Thì nó lại gọi thêm thằng nữa vô. Là chắc là mấy thằng đó đang đi tuần tra nó mới tham gia vô đánh với mình. Laser thì có một cái điểm nội tại ghê lên này để đọc, biết rồi. Sao mà không thiết kế cái này ở dưới ta, mà lại thiết kế ở trên. Nội tại màu xám là không dùng được, còn lại mấy cái kia thì có màu. Last again là ngoài tầm đánh, mình đánh không tới, giống cái đòn đánh đầu tiên của tôi nhảy vậy đó. Last đập ghi suột là chưa đủ tài nguyên, nó thiếu như là mấy cái điểm action point hay là mana, năng lượng, focus gì đó thì nó chưa đánh được. Rồi, tôi bắt ghi suột. Thì sẽ tiêu tốn những cái tài nguyên này, focus, mana, energy. Focus thì sẽ chưa bui và sử dụng trong lúc combat luôn. Các đòn đánh tấn công cơ bản thì sẽ tăng cái này. Rồi nói chung focus là dễ lên, còn mana thì sẽ thuộc vào cái nhân vật đó. Mình nghỉ ngơi thì sẽ có thể là tăng mana, năng lượng, đòn đánh vật lý.
mình mà xài không khéo hết mana luôn á thì sau này mình chỉ có đánh tay thôi, mấy cái lát như pháp sư là cực kỳ vô dụng luôn. Còn cái năng lượng này á thì sau này không đủ cái nữa là cũng mệt á. Action point, đây là người chơi khi bắt đầu mà sử dụng chỉ có 2 điểm action point thôi nha, một điểm dùng để di chuyển thì còn một điểm lại là sử dụng kill. Di chuyển thì luôn luôn tốn cái điểm action point này. Action point này sẽ di chuyển từ 0 đến 7 mét. Và 0 đến 7 mét thì tốn 1 điểm, còn đi 7 đến 14 mét thì tốn 2 điểm. Mình có thể ghê chuột ở đây đi thử coi nó tốn bao nhiêu điểm. Nhấn chuột trái để mà tấn công mấy cái đòn đánh bình thường trong cái phạm vi đó. Tức là không cần dùng kill đúng không? Đây là cái hàng giờ combat được quyết định bằng cái chỉ số mà Intervip, chỉ số tầm nhìn. Tốc độ combat nè, nó nằm ở đây, có thể tăng 1.5 lần. Rồi điện thoại biết rồi, đi thôi. Có đồ nè, đồ nè. Được cái quần. Cái quần này ai mang được không? Được cái nón nữa. Cái khiên. Đều luôn. Bên này hết đường hả ta? Đây có đường đi nè. Cội lửa nó làm hiệu ứng cháy rồi nè. Tiếp. Cái gì đây? Ây da. Trừ 48 máu. Rồi, giao tranh luôn. Nhẹ nhẹ thôi anh ơi, ấy da. Ấy da. Thằng này nó có hiệu ứng trên đầu là cái gì ta? Cái này nè. 57 máu. Siêu luôn. Bên này thì ngoài tầm tiêu rồi. Tự boost lên bản thân. Xong rồi đi lên nữ địch không? Đánh này nè, đánh này nè, ừ đúng rồi đó. Đánh cho thằng có giáp rồi không đánh. Ui da, nó đánh hai đứa luôn. Méo ổn rồi, méo ổn rồi. Gạt này trước. Sau đó mình hồi máu. Không mất máu, thằng này mất máu nhiều nè. Nó chưa chết nữa. Nó kinh quá anh em ơi. Hồi được 72 máu hả? Vẫn còn thiếu nửa cây. Không ổn, không ổn. Em này phải bùi lại cái kill mới được. Chừng nào ba thằng mình hãy lấy cái điểm này. Cái điểm này là tốn 34 mana nha. Xài một lần rất là tốn luôn á. Cái này có 8 mana. 51 mana. Không, không lấy cái điểm này đâu. Nghỉ lấy luôn rồi. Cái ổ dưới là đam AOE hả? Tập trung vô cái nhánh đầu đi. Thấy mà hơi bị phế rồi đó nha. Mấy cái khiêu nào mà tốn mana quá thì tôi sẽ tiết kiệm lại. Hai cái này cũng tốn mana nữa. Hết đường hết ta. Ấy 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 ấy. Lũ đảng đó.
kiếm mới. Cái khiên, cái siêu này, cái siêu này nó xịn không ta? Nó có độ bền nữa nha, mấy vũ khí này độ bền là hơi bị mệt đó. Không, cái siêu này cù bắp thôi. Em này được cái quần mới, đỡ đỡ hơn tí rồi. Rồi má đang lắp đồ ba lần luôn, khủng đó. Bây giờ đau bạn. Rồi nó đánh được hai đứa luôn rồi, méo ổn rồi. À mình có phản đòn đó nè, né đòn phải 300 mau. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. À có kêu đa mau e nè, nhưng mà xài một cái là sợ cái thằng này nó chết luôn á. Quýt cho bản thân ở đây, nhẹ thôi anh ơi. Ây da, nè. Ừ đúng rồi, đánh cái thằng châu bò này nè, đừng có đánh thằng thiếu niên này. Một thằng, thằng này 300 máu lận. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ây da, ây da, hai đòn chí mạng liên tục. Nó còn ba máu thiệt á, khốn nạn. Đồ khốn nạn. Cái đòn lúc cuối cùng thì nó lại chí mạng. Thằng này nó kinh quá anh em ơi. Bà nó giật luôn. Châu dữ vậy nè. Có máu rồi chắc đi ra chơi nó thôi. Ây da, tụi này nó không chết là mình chết á. Rồi liệm anh luôn rồi. Chết thì có sao không ta? À không, chết thì vẫn sống rồi. Bà nó chứ, nó mạnh khủng khiếp luôn. Vũ khí mới. Cái cây này thì 4 đam vật lý, tăng 1 tí trên. Tăng 7 điểm trên. Cái dao này nó không có ngon nha. Máu mình còn có 6 mấy à.
Mới đầu game mà nó đánh tôi nói gì đó luôn. Đổi kêu, đổi kêu, đổi kêu. Bảy mươi lăm, 95. Thấy cái kiểu này vẫn ngon hơn. Mana cũng 40 mà phải vô mà thiền định tí nữa. Ý, được cái gì mới nữa cả. Nếu có gì cả. Trời, hồi được tí máu. Tôi cắn máu sạch hết trơn này nó cho hồi máu. Đồ độc ác. Cái gì đây? Phía trước thì có một cái lối đi đó chặn đường rồi. Trong rồi có nhiều cái tù nhân ở đó luôn. Từ từ nãy mới đụng được cái gì ngon lắm. Đây 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 vũ khí mới. Ủa có hơn méo đâu. Một điểm trí tuệ, 11 điểm stamina. Stamina là lên máu dữ lắm nha. Một điểm này nó tăng mình 4 máu lận. Lắp cái này vô 376 máu mà cầu nguyện con mẹ nó rồi. Con bò nè, cái kiếm này nè. Bị chặn đường rồi. Bây giờ mấy cái cục đó nó nguy hiểm quá nghe. Party information. À cái này kiểu như sắp xếp đường hình vậy. Thằng này không có di chuyển được hả? Này cái hành trình, này cái ba lô, này cắm trại hả? Cắm trại chưa cần đâu, mới cắn máu rồi. Rồi một PS3 nữa này. Lần này nó yếu xìu đánh 19 máu à. Né luôn rồi. Này sao? Ủa không đánh hả? Trời cái em này. Cái kill này dính thằng này không ta? Dính luôn thì đâm ngon á. Không dính bà đó thiệt. Đứng đây thì sợ nó đánh dính hai thằng. 10 máu. Này làm gì đây? Nó bút giáp cho bản thân 50 giáp. Đó nó đánh dính hai thằng kìa. Đất thiệt. Nhân vật này của mình hết mana rồi. Tiền định một phát là hết mana luôn. Này nó bút giáp để làm gì nữa ta? Hay là nó chỉ bút giáp thôi? Chờ bạn. Chào bạn luôn. Hai năm sáu máu trên là 344 là mới mất khoảng 80-90 máu thôi. Mất 80-90 máu thì chưa cần cái này. Xài cái này để đi boost nó xuống. Đi đồ xanh, đồ xanh. Cái gì nữa nè? Cái gì nữa nè? Phan đeo đồ vô trước đã. Được cái quần, cây kiếm này. Cùi bắp. Cùi bắp mà nó lại xài hai tay nữa nha. Cái này không hơn mấy. Để lên cấp 2 nè.
khá năng lượng đúng không anh? Nhân vật này của mình thì cái bộ kill nó phụ thuộc vào cái gì ta? Mạnh theo cái chỉ số là Agi, Sachin, trí tuệ Agi luôn. Bôi cái đường Agi cho nó đi. Bôi cái đường Agi cho nó. Âm điểm. Hết energy để xài cái chiêu này đúng không? Cái này tới 33 energy nữa nha. Tiếp. Oh. Chuyển lên nhanh trên luôn. Không cần đâm nữa. Ủa? Lên level 2 vẫn chỉ có 2 điểm thôi. Thôi đánh chai luôn đi, đánh tay luôn. Thần tăng luôn. Cái gì đây? Land, right at the entrance. This is meant to trap any possible survivors. Sao tự nhiên có cái người kể chuyện như đây nữa? Cái vùng đất này bị nguyền rủa, không ai sống sót ở đây cả. Tại sao là không giải quyết cái vấn đề với cái tù nhân ở đây? Trời, tự nhiên bật ra cái người dẫn chuyện. Cái gì đây? Một cái vùng này ô uế rồi, chỉ có một sư thì mới có thể mà giải quyết cái đường này. Bên mình không có lát một sư. Nghĩ gì đây? Cái điện thờ đó nè. Hồi phục Tamina, cây nỏ. Con ngựa. Ngựa này không làm được gì cả. Cái gì đây? Có rất là nhiều quân địch ở đây luôn. Đây là một cái trận chiến rất là khó luôn. Một cái thằng mà cầm cây song kiếm có thể là lãnh đạo của cái bọn này. Này là cái gì? Lò rèn hả? Để gáp tinh thì mình có thể gáp được cái giáp và vũ khí của mình. Gáp thì cần phải có cái bản vẽ, yêu cầu một số cái nguyên vật liệu, là cái quan trọng nhất là cái gáp tinh kit. Cái gáp tinh kit này sử dụng nó, lựa chọn xong là mình có thể là gáp nó. Vật liệu. Đầu game thì đủ cái gì gáp không? Nếu có cái gì cả, cái quan trọng nhất vẫn là cái mà thép với vải. Mình chả có cái gì luôn. Nếu có cái gì sao mà gấp. Mình cũng để cái lò rèn ở đây giới thiệu cho người ta chức năng, rồi không cho gấp thử một lần nữa. Thằng nào cầm súng kiếm ta? Thằng này nè. Bây giờ hai đứa của mình đều có tăng hết. Đó, nó gom gần gần đi. Mình có kêu ao e mình quét. Né liền. Né liền. Ủa sao mà tụi nó đánh hoài ta? Đây là kill heo heo của mình nè. Đánh lần nữa thì từ từ cái kill heo heo này nó méo cho mình coi kill vậy. Thằng này có thể chết, chém này đi. Mít. Ừ.
đánh đéo gì đâu chứ vậy. Kiểu này tôi nói mới hồi máu thôi. Rồi tuần sau thả cái chiêu AOE là được rồi. 1, 2, 3, 4. Nó này cha chẳng lắm. 2 đấu 5 hả? Bà hên nhân vật của mình nó trâu vãi cả. Yếu yếu rồi nãy giờ thăng thiên mấy lần luôn rồi. Hết điểm. Không thiền định được luôn. Ủa sao vậy? Rồi có một điểm phân kết thôi. Đúng méo gì mít quậy không? Một máu. Bớ bà con có một máu kìa. Thôi biết. Mới nói thôi xong. Một máu hả? Thôi còn bên mày đầu hàng luôn đi. Trời ơi dễ dùa nó hả? Hồi máu luôn. Ủa cái đó là bút giáp bấm lộn mày. Kệ không sao. Giàu rồi, tôi giàu rồi. Level 2 màu xanh. Không có hơn méo gì anh ta. Máu lên 400 luôn rồi. Cái này cái gì? Cái khiên hả? Cái khiên này level 2 3% Agi thì sẽ chuyển thành cái đổi đòn. Lock Gen Agi, cơ hội chí mạng, độ bền cao hơn nhưng mà mất 3 điểm Gen nha. Mình đâu có gần Gen đâu. Đôi giày mới. Cái này level 1 à. Còn gì nữa không ta? Chỉ có mỗi này thôi đó hả? Đây, găng tay mới đây. Ủa? Sai sai nha. Nãy mình đeo cái level 1 vô thì chưa chắc nó mạnh hơn đâu. Thậm chí cái đồ trắng này nó còn mạnh hơn cái đồ xanh đó nè. Hèn gì nãy giờ đeo vô nó yếu xìu luôn. Cái này đồ trắng đó, nhưng mà nó level 7 lận. Còn cái kia thì đồ xanh thôi. Bà nó á. Tăng điểm sát thương phép thì cũng được. Cái găng tay này mất tới 11 điểm AG luôn nè. Nhưng mà cái nhân vật này của mình thì méo cần cái đó. Đâm phép cũng 8 mà. Cái đồ trắng nó mạnh hơn đồ xanh nữa. Trời ơi, hèn gì nãy giờ đeo vô thì thấy nó phế lòi ra luôn. Bà nó thiệt. Game độc ác. Gì đây? Tôi đánh mấy anh kia rồi mà mấy anh còn giơ tay đầu hàng gì nữa. Thằng này là đệ của mình. Rất vui được gặp. Đương nhiên rồi, tôi vừa mới cứu ông mà. Rất vui lòng được giúp ông. Tijian đang chờ một cái quân tiếp viện từ phía Davon. Chúng ta thì không còn nhiều thời gian đâu. Rồi nhanh lên. Đưa mọi người đến đây an toàn. Đưa nó vào bên trong lâu đài cái đã đi. Thôi, bây giờ đi mà bọc hậu bên kia, móc lớp bên kia. Mấy anh dân thường này về nhà. Đây là cái đội hình là giờ mới hướng dẫn cái đội hình này. Trời ơi.
Có gì loot được không? Bao nhiêu độ nó thôi đó hả? Ờ khoan khoan, ông này là ông mới đó là. Đâu rồi? Đây, cũng level 3 hả? 200 máu à? Trừ 8 điểm trí tuệ thì chắc méo được đâu. Ông này là dạng trí tuệ, ông là mục sư mà. Cái này cũng phân vân vết đó nha. Nên được tí IG. IG này cho mình cái gì? Một phần mỗi 0.5% á. Và 1% né tránh cho mỗi 40 điểm. Một phần trăm né tránh cho mỗi 40 điểm là bây giờ chưa được 1% nữa là cái gì? Ổng một tay cầm cây chày, một tay cầm cuốn sách. Không, mấy đồ level 1 mà. Đeo vô dĩ tổ phế thêm. Bây giờ coi kêu ổng ơi. À chưa tăng kêu luôn, 3 điểm. Vậy là level 3 mình mới có 1 điểm nữa. Hồi máu cho đồng minh và bản thân 40 đến 12. Boost armor cho đồng minh và bản thân. Siêu là từ 30 mấy lần được. Cái này đam đơn mục tiêu mà tới 100 đam lần lấy cái này. Không có nói nhiều. Target một quân địch trong vòng 3 tool. Phẩm di là 12, sở tool nó luôn trong vòng 3 tool nữa. Tool một phần cũng được. Nhưng mà lấy cái điểm này ngon hơn nè. Hồi máu phạt ti mà chỉ có ba mấy máu thôi. Kêu ông này toàn bộ là tăng theo điểm trí tuệ hết. Ông này đâm phép và dạng ánh sáng, lấy luôn đi. Bây giờ nhân vật của mình nó què quặt hết trên này. Bây giờ đi đâu nữa ta? Đi ra cái cửa phía tây. Cái cửa hồi nãy là mình chưa có dọn được cái đường đi á. Ngựa này đến làm gì đó, mình bắt nó được không? Hay cắm trại thử phát coi. Cắm trại này thì mình có thể làm được những cái gì? Giảm 15% mấy cái lương thực, không có đồ ăn trong kho luôn. Nói chuyện bằng những cái ngôn từ tươi sáng này sẽ mà giảm những cái lời nguyền. Cầu nguyện, hiệu ứng hồi máu 15%. Chỉ hồi máu thôi đó hả? Không có đồ ăn trong cái kho lương của mình. Cái điểm energy mình là nó không có hồi vậy luôn nè. Tiếng đồng hồ hồi được 16 à. Cái energy này khó nha. Thảo dược này chắc rẻ thôi. Cái này chắc cũng rẻ luôn. Mình có chế được có máu một à nó. Bên này thì méo chế được cái gì luôn. Đi thôi. Này ít máu cái gì ta. Ra đây thì chắc lại đấm nhau rồi. Có mục sư bây giờ dọn đường được rồi. Có gì nè, có gì nè. Đâu rồi? Level 1 à. Cái quảng trường phía trước. Bọn mà Ian đang tấn công ở cái mà lối qua cây cầu này. Đấm nó luôn. Không có lựa chọn nào khác đâu, đấm thôi.
băng qua cây cầu và bêm tụi nó. Cầu đủ cái thời gian để cho những người khác có thể chạy trốn. Quá trời, cái kho đồ của mình nó tùm lum tà lá chứ. Cái gì level 7 hả? Ở cái găng tay. Còn mấy cái level 1 không mà được, cái này level 2 mà nó cũng cùi nữa. Đồ mình bị out level hết rồi. Ê ê ê ê ê ê. Thì cung. Bức tượng. Hồi máu luôn. Mới vừa cắm trại xong. Này chỉ có hai cái gì thôi. Phía dưới này thì chả có đường nữa. Cái nỏ level 1. Đi, hai kia sao đó rồi. Trời ơi, nó mà treo sát mấy này nè, thật là một lũ điên khùng. Vivian thì có cái mà gọi là cái khả năng mà Necromancer đó, đi vòng quanh đây. Mấy thằng này chịu hồi sát chết nên nó càng có nhiều sát chết thì nó càng mạnh. Rồi. À, có thằng một à. Ba thằng. Ai đầu tiên đấy? Ô, ông này công nhận tải dài nha. Bà bảy máu à. Nó khùng quá, nó đánh mà AB của mình hết trơn kìa. Cái gì? Thằng này nó bự vãi. Dam overtime 3 tool. 3 tool mà có khi này chết luôn á. Nhưng mà có khi mình cũng chết luôn á. Giọt. Ừ đúng rồi, đừng có đánh đằng dưới, đánh trên nè. Né liền. 33 máu. Nguyên rủa nó. Double kill. Rồi bye bye bạn luôn. Rồi ở game dễ. Đồ mới, đồ mới, đồ mới. Level 2 nè. Level 2 này nó ngon hơn level 1 màu xanh không? Mất 7 điểm AG nha. Không, mất 7 điểm AG thì không đổi được đâu. Mất 5 điểm AG cũng không đổi luôn. Rồi, cù bắp. Được cái quyển sách mới.
Quyển sách này mất 1 điểm Magistam nhưng mà tăng thêm được 19 điểm Tamina với 1 đống Agi. Giảm 2% là cơ hội đánh trúng. Cũng được. Mất 1 đam thì không sao nhưng mà ổng trâu hơn khá là nhiều. Thằng này cũng xài sách được luôn. Rồi, anh Phú mấy cưng rồi đó. Mấy cái máy bắn đá xuống này. Mấy thằng. Hai thằng 180 máu thì đơn giản thôi. Rồi nó thêm thằng nữa rồi và tăng luôn. Mèo tới rồi, chưa ngủ rồi. Cho tụi mày đánh trước, nó đánh đi. Thằng này nó bắn cung á. Đi thẳng lên chơi nó luôn, mặt tối mặt sợ cái gì. Chết rồi. Chơi gọi hỏi bạn. Máu. Vải đái nó chém một phát 95 máu. Ủa nó bắn cái cung chứ. Tụi này level 1 mà nó bá đạo gì đó hả? Hai máu thiệt á. Không. Thằng này tuôn sao nó tự chết rồi mà không cần đánh nữa. Rồi nó phản đòn chết luôn rồi. Cái gì? No lie inside là cái méo gì? Đánh mấy thằng level 1 này nó chỉ tổn thêm đồ thôi. Chưa được level 3 nữa. Mấy nhân vật này thì chả xài được cái gì luôn. Thằng đó thằng đội trưởng phải không? Rồi đấm nó. Không có đường nào đâu, phá cái máy này đi. Phá cái này luôn. Mấy cái đồ level 1 gom hết, không xài được thì đi bán. Đây bây giờ dắt mình nấu ăn được rồi nào. Ê đừng có đánh trống nổi ơi. Cắm dạy cái bên mà đồng đội mình luôn. Vẫn méo nấu được cái món gì cả. Cho đồ ăn trong này nó có gì ta. Ê, cấm 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 cấm
ngồi chơi 2 tiếng cái đã. 4 tiếng luôn được không? Bốn tiếng luôn cũng chả bị cái gì cả. Ba trăm sáu mươi báo. Cái này level 2 lần nào vậy? Đạo tặc này á. Phải thì bòi ra bây giờ mấy thằng cung thủ này nó bắn kinh phết luôn á, một phát cái chấm đam nhá. Bây giờ pháp sư của chúng tôi đam aoe tụi mày luôn. Mít con mẹ nó rồi. Ui da. Ui da. Đau quá bạn ơi, nhẹ nhẹ thôi. Nó kéo một thằng nữa. Pháp sư rồi, gán diệt được nào diệt thôi. Bốn máu nữa chứ, thôi gán gạt nó luôn đi. Nó còn có 6 thằng rồi. Chết cụ rồi, ở đâu có thằng 6 nữa nè. Ê, ê. Chấp chết luôn rồi. Hồi máu, hồi máu. Cái gì vậy, làm thấy ghê vậy ba. Hai ông già solo với nhau nói không? Phải nó bắn phát nào là thấm phát nấy liền. Đâu nghe, đâu nghe. Tới này nữa hả? Rồi tới em này. Ọt được like chưa? Chưa được nữa. Phân kết 28 à. Thiền định một tool nữa mới được hả? Ây da, chết cũ tôi rồi. Không có kêu hồi máu. Chạy có đường nào được nữa mà chạy. Ây da, sao giờ ta? Cắn máu được không? Ủa, cắn máu thoải mái nè.
Trời, mình có cái bí thuật này thì mình sợ mém gì bạn nữa. Rồi, game dễ. Ơi 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 ơi. Nhẹ, nhẹ. Nhẹ. Rồi, chuyển sinh luôn rồi. Ơi game khó nha, không phải game dễ rồi. Vừa đú máu rồi. Vẫn còn một thằng xạ thủ rồi nè. Vừa đú máu cho ông này rồi. Mà uống máu thì chắc ổng cũng liệm thôi. Rồi mình ăn cân năm hả? Bà máu thiệt cái bà đó. Rồi xong luôn. Ê ơi, bình tĩnh. Ừ, bút máu đi. Cái bình bự thì hồi có 50 à, mà cái bình nhỏ hồi 80. Hấp huyết chi thực. Có nhiều quân hết. Đó anh em thấy là ma pháp mới chưa? Sử dụng 10 cái lọ thuốc trong combat đạt được cái thành tựu. Thành tựu uống sữa à? Cái kêu mà tự bút rồi đây nè. Né. Lựu đạn nó chảy máu luôn. Không ổn mày. Uống kiểu này một hồi là cũng có vẻ luôn á. Đam mình yếu à. Gán gạt đường nào gạt thằng trước đó. Rồi hết thuốc rồi đó nghe. Tuần sau gạt được thằng này. Rồi chạy xuống đánh thằng bắn cung dữ luôn bà đó. Chạy. Chạy đi luôn rồi sao ta? Bà nó thêm thằng nữa này. Ấy da. Rồi xong, load game. Load từ khúc nào vậy? Từ khúc mình cắm trại phải không? À, không sao, load từ khúc này thoải mái. Nãy giờ tôi thả nó thôi. Ê, khoan khoan khoan, mình còn mà ba cái thuốc không? Còn nguyên. Nấu ăn thì vẫn chưa nấu được. Không có đồ ăn quái rồi đó ta. Còn cái này mình chỉ tốn cái điểm sức ly thôi. Làm lại game dễ quá nên làm cho nó khó tí.
Chết tại. Chưa gì nó gọi ra hỏi là ai. Mấy này nó lanh quá. Phải cover ông này rồi. Chết cụ rồi, nó bắn phát nữa chết luôn á. Đừng có bắn ông già tội nghiệp ổng. Thằng này 300 máu. Rồi giết già luôn. Thôi, lost game. Ông già này khó nha. Mình phải tìm đường đi vô mà. Không chế thuốc được, cũng không có đồ ăn. Không không có mình nó không sao hết. Giờ mới có sao nè. Một hit chết luôn. Dạ mạnh vãi. Bên này chắc không có ai viện trợ đâu phải không? Tự chết luôn. Game này còn phải tính mấy cái chuyện tầm nhìn nữa nha. Ngon. Không sao, ba thằng cù bắp thôi. Đi ngu rồi, đi đâu tới luôn.
quá đó. Bán đòn cũng bán hụt nữa không? Ông này phế quá vậy. Mày bắn ai? Mày bắn ai? Cái chơi mưa tên vô giờ luôn rồi. Chờ tốn mày nè. Xong. Nhẹ nhàng. Bên này còn đồ. Quên cứu mấy này nữa. Rồi, xong trận này thì chắc nghỉ rồi anh em. Trận này nó 5 thằng rồi. Nó lùa anh già quá rồi. Giọt luôn đó thì sao? Tao chạy luôn á. Mày ngon mày đuổi đi. Vãi đái. À, né được. Né được mới sống nữa. Không bỏ nha. Hết rồi, đi tới đây nó hết thể lực rồi. Anh già làm cứu cuối rồi, chết cũng được. Rồi, anh hy sinh đi. Còn lại để tụi em lo.
chết rồi mà nó vẫn đánh hoài với ác như đó hả? Xong luôn. Cái kia chết luôn không trời. Ây da, chết rồi nha, khó nha. Má. Một cân ba nổi không đấy. Tôi thấy mèo ổn rồi đó. Ê ê ê ê. Hồi nãy còn sót này cái phát ba máu. Chứ không thôi là cũng giết được nó. Bây giờ mình chạy luôn đi em bạn. Nó đánh xào quá. Chết rồi còn có một điểm AB vậy. Rồi, thôi. Nay tạm thời ngừng ở đây thôi. Có thời gian tôi chơi tiếp. Tạm mượn game này khó nha. Rồi, ok bye bye anh em.